cải ra lịch sử tôi nhăn chân phết đấy. Thì cung đường hai anh em bắt đầu chiến đấu đi cày đấy. Không biết đường nào mà lần, không biết đi đâu về đâu, tìm thấy Tôn Ngộ Không. Quay clip này xong là đưa lên, xong rồi sau này là khi nào rực rỡ thành công ở TCA rồi thì mình có những cái kỷ niệm để mà nhắc lại cho anh không? Sương mù dày đặc. Xa xa nhìn thấy cái xe máy mờ mờ. Đây là nắng rồi đấy nhá, mà sương vẫn thế này nhá. Không hiểu là sau này thì nó sẽ thế nào. Nắng chang chang mà sương vẫn thế này. Có cái cây gì nhỉ? Cây gì họ trồng hay sao ấy chứ đúng không? Làm cái cây gì? Hay là cỏ rác? Dương xì. Bò đấy. Sắp tìm thấy Tôn Ngộ Không rồi. Đêm nay mưa gió nhiều quanh vườn thơm đỏ, nương cây phải tìm đâu đom đóm.